Triển lãm quốc tế Máy móc thiết bị ngành dầu khí 2022 đã chính thức khai mạc tại Vũng Tàu với sự tham gia của hơn 60 công ty do Firework Trade Media Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện chuyên ngành dầu khí được tổ chức lần thứ 8 tại Việt Nam, quy tụ các doanh nghiệp cung cấp thiết bị máy móc công nghệ hàng đầu trong ngành dầu khí từ nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Singapore, Việt Nam. Bên cạnh đó, hội nghị quốc tế chuyên ngành dầu khí diễn ra song song với chương trình triển lãm, với sự góp mặt của các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực. Ngoài ra, năm nay triển lãm kết hợp với TESV, trung tâm đào tạo chuyên về thiết bị phòng nổ S đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tổ chức buổi tọa đàm an toàn trong ngành dầu khí với sự tham gia của các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm quốc tế lâu năm trong lĩnh vực kiểm soát cháy nổ đến từ Na Uy, nhằm đào tạo, hướng dẫn các doanh nghiệp phân loại khu vực nguy hiểm, đánh dấu X và kiểm tra X để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sản xuất, chế biến tại các nhà máy hoạt động trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam.